Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử tham dự hội thi giáo lý Phật tử thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. Chủ đề pháp hội hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị là tu không học là tu mù. Chủ đề này cho thấy rằng mối quan tâm về việc xóa nạn mù chữ được xem như là quyết sách cho sự phát triển một quốc gia. Xóa nạn mù chữ Phật pháp lại càng quan trọng hơn thế nữa, vì nếu là một Phật tử mà không nắm vững được Phật pháp, chúng ta không thể nào có được đời sống an lành, hạnh phúc, vì không biết thực tập như thế nào, bắt đầu từ đâu và vượt qua những nỗi khổ niềm đau của mình bằng phương pháp gì. Tu không học có đến ba nguyên do. Nguyên do một là nắm không rành rằng là cái việc học có tầm quan trọng như bản đồ khóa để giúp cho chúng ta tháo mở được những khó khăn trong cuộc sống. Mà ta có được cái phương pháp hành trì đúng và con đường thực tập đó, trở nên ngắn hơn, có hiệu quả hơn. Thứ ba, dù ta có muốn học nhưng không có phương tiện học, bao gồm là thiếu giảng đường, thiếu người hướng dẫn mà tu học, và kết quả là đó, ta vẫn rơi vào tình trạng là bị mù chữ Phật pháp. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi mà các khóa học về giáo lý, các giảng đường được xem là nhiều nhất toàn quốc trong vòng mấy chục năm vừa qua. Hiện nay chúng ta có khoảng gần 100 giảng đường thuyết pháp hàng tuần vào các ngày Chủ nhật, thứ bảy, thứ sáu, và chúng ta có khoảng 200 mấy chục các giảng đường giảng dạy các lớp giáo lý phổ thông và các cấp học từ thấp cho đến cao. Số lượng các giảng đường và các lớp giáo lý như thế so với các tỉnh thành ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam là cao gấp rất nhiều lần. Đó phải nói đến cái công đức và mối quan tâm của Chư Tôn Đức Tăng Ni tại thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là một cái điều phước báo rất lớn của tất cả các Phật tử sống tại thành phố phát triển mạnh nhất nước Việt Nam này. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nêu ra có ba phương diện của việc học Phật pháp. A là học chánh pháp, bao gồm các Phật ngôn, tức là các kinh điển từ Pali cho đến Đại Thừa. B, hành chánh pháp, tức là thực tập các pháp môn Phật dạy, mà quan trọng nhất là bát chánh đạo. C, hành tựu chánh pháp, tức là nhờ sự thực tập mà chúng ta có được hai kết quả: an lạc hạnh phúc và phước báo hiện đời, an lạc giải thoát khỏi sanh tử luân hồi cũng ở hiện đời. Về phương diện học Phật pháp đó, thì người Phật tử tại gia tối thiểu trong cuộc đời của mình phải đọc được vài chục bài kinh căn bản. Ví dụ về hạnh phúc gia đình, chúng ta phải đọc bài kinh bảy loại vợ, bảy loại chồng. Về các tương quan xã hội thì ta phải đọc bài kinh Thiện Sinh, dạy về nghệ thuật sống hạnh phúc trong tương quan cha mẹ với con cái, vợ và chồng, anh chị em, chủ và thợ, quốc gia và công dân, các về nhà tâm linh và các tín đồ, rồi học trò và thầy cô giáo. Về phương diện tề gia trị quốc bình thiên hạ
thì người Phật tử cần phải đọc bài kinh Thiền Nhân, vì tất cả các phương pháp quản trị quốc gia, quản trị tổ chức, quản trị xí nghiệp đều được Đức Phật trình bày một cách rất rõ ràng và chi tiết trong bài kinh này. Về pháp môn hành trì, đối với hành giả Tịnh Độ Tông á, thì chúng ta phải học ít nhất là kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật, bên cạnh bài kinh Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ. Về pháp môn thiền, ta phải đọc tối thiểu là kinh Tứ Niệm Xứ, tức là bốn phương pháp quán niệm thân, cảm xúc, tâm và các cái điểm trong tâm, để chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi và làm chủ lối sống. Ngoài ra đó thì hành giả còn phải học thêm kinh 16 pháp quán niệm hơi thở, tức là lấy hơi thở ra và vào làm đối tượng quán chiếu, để chúng ta rũ bỏ mọi căng thẳng trên cơ bắp, mọi căng thẳng trong cảm xúc, mọi căng thẳng trong nhận thức, và sống một cách thông dong trong cuộc đời. Dù là theo bất kỳ một pháp môn nào, người tu học Phật không thể bỏ qua Bát Chánh Đạo, vì Bát Chánh Đạo là con đường, là pháp môn quan trọng nhất trong tất cả các pháp môn. Pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định, mà chánh niệm và chánh định là hai yếu tố của Bát Chánh Đạo. Cho nên phần mà hành trì Phật pháp rất quan trọng cho tất cả các hành giả Phật tử chúng ta. Khi mà một hành giả thực tập Phật pháp, ngay lúc thực tập á, thì niềm an vui hạnh phúc đã bắt đầu có mặt với chúng ta rồi. Do đó cái quả an vui đó nó có mặt ngay lập tức. Và do vậy, nếu như ta không đạt được sự an vui hạnh phúc thì phải suy nghĩ lại cái cách học Phật pháp và thực tập Phật pháp của chúng ta có đúng với Bát Chánh Đạo hay không. Trọng tâm của việc thực hành Phật pháp nó nằm ở bốn vế. Vế một là thừa nhận khổ đau, bế tắc, nghịch cảnh có mặt với chúng ta là một thực tại, không đào tẩu, không bỏ cuộc, không đầu hàng, không phớt lờ, không quan trọng quá, mà phải nhìn thẳng vào mặt mũi của nó, do đâu mà có. Vế thứ hai, khi xác định được điều như thế, ta bắt đầu truy tìm nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ và các điều kiện thuận và nghịch để hình thành ra một cái nguyên nhân nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Theo Đức Phật, xác định được nguyên nhân của những nỗi khổ niềm đau ở hiện tại, ta đã giải quyết được vấn nạn hết mấy chục phần trăm. Vế thứ ba, thừa nhận an lạc hạnh phúc là có thật, đối lập và vượt lên trên khổ đau. Phần lớn chúng ta quên đi cái vế quan trọng thứ ba này, và do vậy rất nhiều người đã ngộ nhận rằng đạo Phật đấu tố khổ đau, bôi đen khổ đau và làm cho con người trở nên chán trường tuyệt vọng. Thực ra đó, phải thấy được khổ đau thì mới thấy được cái hạnh phúc là có giá trị. Và do đó phải làm sao thực tập để có được cái giá trị an lạc hạnh phúc này, mà đỉnh cao nhất của nó là niết bàn. Giới thứ tư là con đường thực tập gồm có 8 yếu tố: chánh kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan dựa trên tương tác đa chiều, không có nguyên nhân đầu tiên là thượng đế hay là duy vật hoặc là duy tâm, mà mọi sự vật hiện tượng tương tác với nhau mà có, hình thành, tồn tại, phát triển rồi quả diệt để hình thành lại một cái quy trình tương tự. Chánh tư duy là sư duy có phương pháp khoa học, có phương pháp nhân quả và thoát khỏi tâm tham, tâm sân, tâm si. Chánh ngữ là truyền trong chân chính, nói những lời đúng sự thật, những lời gây đoàn kết và xây dựng, những lời có lịch sự, văn hóa và khiêm tốn, những lời có ý nghĩa, giá trị, lợi lạc, an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Chánh nghiệp là không sát sanh, bảo vệ hòa bình, rồi không giết người, bảo vệ sự sống, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ khi chúng ta có điều kiện, và chung thủy một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Chánh mệnh tức là người chân chính, duy trì đạo đức trong nghề nghiệp, tôn trọng hiến pháp, luật pháp và đạo đức Phật dạy, và tránh năm nghề sau đây:
nghề sản xuất và buôn bán vũ khí giàu lợi nhuận cao nhưng tổn thất về mạng sống nhiều, nghiệp nặng. Nghề buôn bán thân thể, tức là bán thân để nuôi miệng dưới các hình thức đầu xanh khác nhau. Vì nghề này đó tiền cũng nhiều nhưng mà nghiệp si mê và đổ vào hạnh phúc gia đình của người khác quá lớn nên tránh. Nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp trên toàn hành tinh. Nghề đồ tể, tức là học huyết heo và các loài gia súc động vật. Tiền lương thì không bao nhiêu và nghiệp sát sinh tiền nhiều và bệnh tật cũng như là các cái chứng bệnh tâm thần loạn tưởng ở cuộc đời là khó có thể tránh khỏi. Nghề sản xuất và buôn bán các loại độc dược bởi vì nó dẫn đến sự tự vận, tự sát và chết người ngoài ý muốn. Ngoài năm nghề tiêu cực có ảnh hưởng xấu như vừa nêu, các Phật tử cần phải thực tập các nghề chân chính bằng mồ hôi và trí thông minh của mình hợp với luật pháp của nhà nước và đạo đức Phật dạy. Chánh tinh tấn là từ bỏ điều xấu, thực hiện các điều lành, tăng trưởng các điều lành để chúng ta trở thành là một người thành tựu trong các sự nghiệp theo công thức nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Còn trong tu luyện đạo đức thì chúng ta phải nỗ lực để vượt qua tất cả những nỗi khổ niềm đau đang vướng kẹt ở trong thân hay là trong tâm chúng ta. Chánh niệm là làm chủ được dòng cảm xúc và các nhận thức, các giác quan trong các hành động đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Người nào thấy rõ được cái vận hành của tâm và vận hành của các động tác trên cơ thể đó, thì hành động đó sẽ có giá trị lợi ích cho mình và cho người. Và cuối cùng là chánh định, tức là thực tập thiền định, tứ niệm xứ hoặc là 16 pháp của niệm hơi thở, hay là niệm Phật nhất tâm bất loạn, hoặc là tụng trì thành chú để cho tâm mình được bình an, thì đều có khả năng là giúp cho chúng ta trải nghiệm được thiền định. Và khi thực tập đúng được như thế, chúng ta sẽ có kết quả an lạc hạnh phúc ngay hiện tại. Vấn đề 2, các yếu tố để hình thành ra việc thực tập và học Phật pháp đúng được Đức Phật nêu ra trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 112 như sau. Thứ nhất là siêng năng nghe pháp. Nghe pháp gồm có 3 phương diện. Phương diện 1 là chúng ta đến giảng đường như là có mặt trong giảng đường của chùa Phổ Quang ngày hôm nay. Bất cứ nơi nào có giảng đường hay là học đường giảng dạy Phật pháp dưới hình thức từ thấp đến cao hay là dựa trên các pháp môn hay dựa trên sự ứng dụng thì chúng ta cố gắng dành thời gian đến để mà học. Vì mỗi một cái bài học chúng ta có được một cái bản đồ hay là một con đường để thực tập Phật pháp một cách có kết quả. Phương diện 2 là khi học Phật pháp thì chúng ta phải tìm những cái hỗ trợ duyên thuận lợi. Ví dụ như các trang web đã phổ biến rất nhiều các băng giảng của các vị pháp sư trong và ngoài nước. Theo thống kê chúng tôi hiện nay đó, nước Việt Nam chúng ta là có không dưới 500.000 các bài pháp thoại về các chủ đề về kinh bộ từ thấp cho đến cao, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Chẳng hạn như trang web tủ sách Phật học.com của chúng tôi thì có khoảng 3.000 bài giảng. Trang web ban hoàng pháp.com có đến vài trăm bài giảng. Trang web chùa hoàng pháp.com.vn có cái hàng ngàn bài giảng. Và nhiều trang web khác, chẳng hạn như pháp luân thường chuyển.com có đến mấy ngàn bài giảng. Phương diện học thứ ba đó là chúng ta tìm kiếm các cái đĩa VCD, DVD rồi chúng ta nạp vào ở trong iPod hay là iPhone để chúng ta có thể nghe, hoặc là nghe trên lúc mà chúng ta đi xe từ nhà đến nơi làm việc. Việc nghe Phật pháp và học Phật pháp như thế sẽ giúp cho mình mở mang được rất nhiều về thú vị, những cái kỹ năng để giải quyết những cái bế tắc của mình trong cuộc đời. Phương diện thứ hai
là ghi nhớ Phật pháp, nghe mà không ghi nhớ, cũng giống như là cái bao mà không có túi đựng bên dưới, bỏ vào bao nhiêu là rớt hết bấy nhiêu. Kết quả là nghe tay trước quên ở tay sau, nghe tay trái bay qua tay phải mất. Những người học như thế là bị lơ đễnh. Và muốn học có kết quả, nghe có kết quả, ghi nhớ có kết quả đó, thì chúng ta phải thật sự yên lặng khi có mặt ở trong giảng đường. Điều thứ ba là đọc tụng để thuộc lào. Mỗi ngày nếu chúng ta đọc lại một bài kinh mà mình đã từng học, sau một thời gian khoảng 6 tháng đến 1 năm, bài kinh đó sẽ được xem là thuộc lào, thuộc nằm lòng. Cũng giống như các võ sĩ mỗi ngày đó phải tập lại các bài quyền. Dầu đã là một võ sư, võ công cao cường thì bài quyền đó vẫn phải tập. Thậm chí các động tác đấm ra, đấm vào, đá tới, đá lui, chúng ta cũng phải tập luyện. Bởi vì nếu thiếu sự tập luyện như vậy, khi những cái tình huống tự vệ thực tiễn á, chúng ta sẽ không thể tạo ra một bài quyền mới có giá trị để giải quyết cái sự tấn công của người khác, đảm bảo được sự an toàn tính mạng. Cũng như vậy, nếu ta không chịu đọc kinh mỗi ngày, không thuộc lào những bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật giải quyết các vấn nạn, thì khi đối diện trước cái vấn nạn đó, chúng ta trở thành là kẻ bị thất bại, bị bí lùn, không biết là phải bắt đầu từ đâu, tiếp cận vấn đề thế nào, giải quyết ra sao. Nếu giải quyết tự mình không thành công thì tư vấn ở đâu, đối với ai? Tất cả cái đó nó đều liên hệ đến cái việc học thuộc lào, càng nhiều càng bài kinh càng tốt. Thứ tư là suy nghiệm nghĩa lý của bài kinh. Người Phật tử học Phật pháp chuẩn phải ý thức rõ đọc kinh mà cầu phước là một sai lầm về nguyên tắc. Đọc kinh chủ yếu là để chúng ta nắm được tấm bản đồ hành trì Phật pháp. Mỗi một bài kinh là một phương pháp trị liệu tâm linh cho những nỗi khổ niềm đau, hoặc liên hệ đến thân, hoặc liên hệ đến tâm. Toàn bộ nỗi đau đó, nó liên hệ đến thân, thể hiện trên thân. Toàn bộ nỗi khổ liên hệ đến tâm, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Có một số bài kinh Đức Phật dạy chúng ta giải quyết tâm sân, bực tức, bất mãn, bạo động, thể hiện các hành vi ngôn ngữ hại người, hại mình, hoặc là các hành động dẫn đến cái chết, hoặc là khủng bố, sợ hãi, vân vân. Nếu không học những bài kinh như thế, việc niệm Phật thông thường, trì chú trong thường, ngồi thiền không thường sẽ không thể nào giúp chúng ta nhổ được tận gốc rễ của những chứng bệnh về sân như vừa nêu. Có một số bài kinh Đức Phật dạy chuyển hóa lòng tham, tham lam tiêu cực là cần phải chuyển hóa. Nhưng mà lòng tham về những điều thiện, về những thiện chí là cần được phát huy. Cho nên nếu không đọc những bài kinh như thế, ta không thể nào giải quyết được chúng. Không nghiền ngẫm những bài kinh dạy về chánh tri kiến hay là trí tuệ, hoặc là trí tuệ bát nhã, thì chúng ta sẽ không thể nào vượt qua được sự ngu dốt về tri thức và sự ngu dốt về Phật pháp. Cho nên là Phật tử dù tu theo bất kỳ một pháp môn nào mà không nghiền ngẫm về nghĩa lý của các bài kinh thuộc pháp môn và các bài kinh khác, thì chúng ta tưởng chừng như là đi rất xa, nhưng thực ra là đi chẳng được bao nhiêu, đi lòng vòng, và thậm chí có thể bị vướng kẹt vào mê tín dị đoan nữa là khác. Do đó nghiền ngẫm kinh sẽ giúp chúng ta thấu đáo về nội dung kinh nhiều hơn. Phương diện năm là thể nhập tri kiến từ kinh điển. Sau khi nghiền ngẫm, ta thấy rất rõ bài kinh này nó có giá trị cho việc chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Áp dụng thực tập thì chúng ta có kết quả ngay lập tức. Giống như là uống thuốc, uống mà không có kết quả, hoặc là không trúng thuốc, hoặc là quá chỉ định của bác sĩ, hoặc là bị phản ứng phụ hay tác dụng phụ, lúc đó chúng ta phải đến gặp bác sĩ
để gia giảm hoặc thay đổi thọ. Cũng tương tự như thế, thực tập bất kỳ một đoạn kinh nào, một bài kinh gì mà không có kết quả trong vòng 1-2 ngày, chúng ta biết rằng là làm chưa đúng phương pháp, thì đến tư vấn các vị tu sĩ Phật giáo hoặc là những bạn đồng tu có kinh nghiệm để hướng dẫn và mở lối cho chúng ta. Ai mà thực tập kinh như thế thì có kết quả rất là tốt. Trong kinh Bách Vụ, Đức Phật có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một người bị chứng bệnh nan y và nghĩ rằng mình nó sẽ qua đời trong vòng 6 tháng tới. Nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho anh ta không còn thấy cái tương lai của mình là gì, sống trong tuyệt vọng và trầm cảm. Có một vị lương y thật là giỏi, tình cờ đi ngang qua cái làng đó, dừng lại trong vòng vài tiếng đồng hồ để dùng cơm trưa, và bắt được gia nhân của họ dẫn bệnh nhân đến để nhờ là khám bệnh và chẩn bệnh cho. Sau khi khám bệnh á, thì vị lương y này nói: bệnh tình của anh không đến nỗi là phải chết, cho nên anh hãy an tâm sống lạc quan, tin tưởng và yêu đời. Và chứng bệnh này đó cần phải điều trị bằng việc uống cái thuốc có thực phẩm của con chim chỉ. Vì đi tình cờ, vị lương y đã không mang trong gói hành trang của mình bất kỳ một thuốc nào để có thể khả dĩ trị bệnh cho bệnh nhân. Họ đã chia tay nhau. Kể từ ngày hôm đó, đó thì bệnh nhân này có thói quen đọc cái tên con chim chỉ rất nhiều lần ở trong ngày, chẳng hạn như là chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ, chim chỉ. Những người thân nhân đó cảm thấy rất là ngạc nhiên, tưởng người thân của mình đó là bị bệnh tâm thần, có hỏi là lý do tại sao mà phải đọc tên con chim chỉ nhiều đến thế. Thì bệnh nhân đó trả lời là vì lương y đã có nhắc đến tên của con chim chỉ, do đó sợ quên mà phải đọc. Người thân nói: chi bằng là tìm cái thang thuốc có đủ dưỡng chất của con chim chỉ để uống, chứ mà việc đọc như thế này là không có kết quả gì hết. Một người ở làng xóm nghe nói thế mà đã từng nhìn thấy được hình thù màu sắc của con chim chỉ, anh ta mới vẽ ra như là một bức tranh và tặng cho bệnh nhân này. Bệnh nhân đó mới cầm cái bức tranh đó quan sát con chim chỉ ngày và đêm không rời. Khoảng một tuần lễ sau, vị lương y cũng có dịp đi ngang qua cái khu vực này ghé thăm bệnh nhân, và lúc ấy anh ta có mang theo là thuốc con chim chỉ đến thăm bệnh nhân, và thấy bệnh tình không có thuyên giảm. Hỏi lý do tại sao thì anh ta nói là tôi chỉ đọc tên con chim chỉ, sau đó là quán hình ảnh màu sắc của con chim chỉ mà thôi. Vị lương y trả lời rằng đó, lẽ ra đó anh phải uống thuốc chim chỉ chứ không phải là đọc tên con chim chỉ hay là nhìn hình ảnh của con chim chỉ. Nói xong á, thì vị lương y mới cho bệnh nhân cái loại thuốc trong đó có dưỡng chất của con chim chỉ. Uống xong vào thì chiều ngày hôm đó đó, anh ta đã có được cái chiều hướng giảm được bệnh, và duy trì to thuốc đó trong vòng 1 tháng thì bệnh tình đã qua được hẳn. Khi mà đọc vào câu chuyện này đó, mình có cảm giác tưởng chừng như là rất là ngớ ngẩn, mà trên thực tế đó, ứng dụng trong đời sống thực tiễn đó, phần lớn chúng ta thỉnh thoảng rơi vào như thế. Có người đó thì chỉ thích đọc kinh để tính công với Đức Phật, mỗi một ngày đó mình đọc nhiều biến một bài kinh nào đó, và mình nghĩ rằng là đọc kinh đó là có phước nhiều, cho nên đó là không cần phải hiểu nghĩa lý, đọc nhanh như là xe lửa chạy hoặc là như là máy bay bay. Kết quả là cái khả năng ký ức của bộ não không ghi nhớ được bất cứ cái gì mà chúng ta đã được đọc. Việc đọc kinh như thế cũng giống như là đọc tên con chim chỉ. Một số khác thì có thói quen là tư duy lại nội dung của bài kinh, hình dung ra, cũng giống như là bệnh nhân đó cầm cái bức tranh của con chim chỉ trước mặt sợ mình bị quên. Thì việc mà quán tưởng như thế cũng rất là cần thiết. Nhưng sai lầm ở chỗ đó, là sau khi nghiền ngẫm kinh là phải thực hiện kinh, thì nhiều người đó chỉ dừng lại ở chỗ là thuộc lòng để tính công
khoe với thiên hạ rằng là tôi thuộc rất nhiều kinh, tôi biết rất nhiều thứ, mà cho thực tế tôi không thực hành gì hết. Đối tượng thứ ba, nghe bất cứ một câu kinh nào, dầu ngắn hay dài, một đoạn kinh nào, dầu dễ hiểu hay khó hiểu, một bài kinh nào, dầu thấp hay là cao, đều nỗ lực thực tập. Chỗ nào không biết thì hỏi thêm, biết rồi đó thì không bỏ qua cái cơ hội thực tập ngày lẫn đêm, cho nên kết quả có mặt ngay lập tức. Ba thái độ và ba hình ảnh đọc kinh, rồi nghiền ngẫm kinh và hành trì kinh khác nhau sẽ dẫn đến ba kết quả khác nhau. Điều mà Đức Phật muốn dạy chúng ta là làm thế nào biến Phật pháp trở thành như là một toa thuốc cho các bệnh phổi của mình, như là thực phẩm để ăn, không khí để hít thở, áo quần để trang sức làm đẹp. Và nó là một cái nhu cầu mà người nào bỏ quên nó đó thì tự làm thiệt thòi chính bản thân mình. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật lại tiếp tục nêu ra năm lợi ích của việc học pháp và nghe pháp. Thứ nhất là nghe được những điều chưa nghe. Dầu quý vị có bằng tiến sĩ hay là hậu tiến sĩ, hoặc thậm chí là được phong hàm giáo sư, phó giáo sư, hoặc là có thêm nhiều bằng tiến sĩ, hoặc là các học hàm hay là tiến sĩ danh dự, mà không nghe Phật pháp, không thực tập Phật pháp và không chuyển hóa từ Phật pháp, thì chúng ta thỉnh thoảng vẫn được xem là người đang sống như vô minh. Vì định nghĩa vô minh trong Phật giáo đó là hiểu tứ diệu đế, hành trì tứ diệu đế và giải quyết các vấn nạn giàu cá nhân, gia đình, xã hội, thế giới trên nền tảng của tứ diệu đế. Như chúng tôi vừa trả lời nãy, đó là thừa nhận bế tắc, phân tích nguyên nhân, hưởng được hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo như là con đường giải quyết tất cả các vấn nạn. Do đó học được Phật pháp thì chúng ta sẽ nghe được những điều chưa nghe. Và khi mà mình thực tập và học được Phật pháp như thế đó, thì tầm nhìn chúng ta sẽ được mở rộng. Nếu mình có được một bằng chữ văn thì việc học Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta cao hơn là những người có chữ văn khác một cái đầu. Nếu họ có học Phật pháp, thậm chí người có học Phật pháp không có một bằng cấp nào hết cũng có thể cao hơn về phương diện tri thức, về thế giới quan, nhân sinh quan và đạo đức học so với những người có bằng cấp là một cái đầu. Đó là cái lời lạc rất là lớn mà chúng ta không thể nào bỏ cơ hội để học Phật pháp. Thứ hai, thông suốt và hiểu một cách có chiều sâu những gì đã được thấy, nghe, ngửi và biết trong cuộc đời này. Tức là giáo pháp nó làm cho mình hiểu thêm chiều sâu và chiều rộng về những tri thức, sống làm sao cho được an vui và hạnh phúc. Thứ ba là chúng ta giúp trừ được tất cả các nghi hoặc, mà nghi hoặc nó được thể hiện qua cái thái độ chần chừ, băn khoăn, tấn thối lưỡng nan, giả dự, bằng thần, không quả quyết, thiếu quyết đoán, gần như là ba phải, không rõ được đúng và sai, con đường nên đi và không nên đi, việc nên làm và không nên làm. Người hiểu được nhân quả, thực tập được chánh duy kiến, rồi trải nghiệm các pháp môn thì có một thái độ rất quả quyết nhưng mà không cực đoan, rất dứt khoát nhưng mà không trở thành là người cống cao, chuyên quyền, ỷ lại. Và bởi vì họ thấy rất rõ đường đi, nước về của mọi diễn trình nhân quả trong cuộc sống và trong hạnh phúc. Thứ tư là có được kiến thức chuẩn về mọi vấn đề trong xã hội. Vì nhân quả Phật giáo, tri thức Phật giáo, kiến thức Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta có thể nắm bỏ được tất cả mọi thứ. Và thứ năm là nội tâm được trong sáng. Sự trải nghiệm Phật pháp làm cho tâm mình được bình an. Khi mình nắm rõ được một vấn đề gì cặn kẽ từng chi tiết một, chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng. Do đó lấy thước đo này làm chuẩn, ai còn sống trong những nỗi sợ hãi, chẳng hạn như sợ ma, sợ người, sợ tai nạn, sợ bệnh tật, sợ xấu, sợ chết, sợ thị phi, sợ bị khủng bố, sợ bị tổn thất, là người đó chưa có hành trì đúng về Phật pháp. Người hành trì đúng Phật pháp thì trong mọi hoàn cảnh thuận hay là nghịch, tốt hay là xấu,
ta vẫn điềm tĩnh để tìm ra lối đi thật sự là có lợi ích cho mình. Do đó giải phóng toàn bộ mọi nỗi khổ, niềm đau và nỗi sợ hãi đó là kết quả tất yếu của việc học đúng Phật pháp và hành trì đúng Phật pháp từ việc nghe Phật pháp. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 220, Tăng Chi tập 1 trang 147, Đức Phật nói về ba cái điều quan trọng, và thông qua đó ngài xác định việc học Phật pháp và hành trì Phật pháp đó nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được điều quan trọng lớn nhất trong ba điều quan trọng vừa nêu. A, ngã trọng, tức là cái tôi của mình là trên hết. Có một số người càng học rộng hiểu nhiều thì rơi vào tình trạng cống cao ngã mạn, cho mình là bản lề của mối quan hệ, trục xoay của cuộc sống, mình là tất cả, mình là quan trọng hơn hết. Một số người kiến thức ít, học cũng không rộng, nhưng vì tâm lý cống cao ngã mạn cũng làm cho họ có thói quen quan trọng quá về bản thân mình. Những người nào mà có thái độ tâm lý ngã trọng đó thì đi tới đâu, sống ở chỗ nào là gây ra cái rắc rối, rồi những cái rào cản, các dạng lý chuồng thành, các bức tường Berlin, các dãy chuồng sơn, và làm cho chúng ta và người khác đó luôn luôn bị bế tắc, trở ngại. Từ những cái tranh luận nhỏ cho đến những tranh luận lớn, thậm chí có thể dẫn đến thái độ một mất một còn, không tương nhượng, không thương lượng, rồi cũng không có đồng hành được với nhau. Thái độ như thế làm cho cuộc đời trở nên rất mệt mỏi, rất sầu não, vì đó cần phải vượt qua. B, thế trọng, tức là lấy cuộc đời được hiểu theo nghĩa đen đó, là tha nhân làm trung tâm, làm cái hệ quy chiếu, làm cái đây để hướng về. Người nào biết lấy tập thể làm nền tảng thì người đó có một đời sống tập thể rất cao, biết tôn trọng mọi người, biết lắng nghe, biết hướng về cái công bằng xã hội, biết hướng đến cái thế dân chủ, biết hướng đến cái quyền lợi chân chính, và biết tôn trọng luật pháp. Và trên nền tảng đó, giá trị nhân phẩm của chúng ta được đề cao. Tinh thần đó được thể hiện qua hình ảnh 1000 cánh tay của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và 1000 con mắt. Mỗi một người thì có một đôi tay thôi, có cái cánh tay thứ ba được xem là dị hợm nè. Ở đây con số 500 được xem là biểu tượng số nhiều trong nền dân học Phật giáo Nam Tông. Vậy đó, khi mình có được 500 người, tức là một số tập thể lớn, thì chúng ta sẽ có các hành động lớn, hành động tập thể, hành động nhất trí, và hành động đó sẽ mang được rất nhiều lợi lạc cho tha nhân. Cho nên để thể hiện lòng từ bi thì ta phải gieo trồng các hành động và dấn thân bằng những việc làm cụ thể. Và do đó người tu học Phật không có cầu nguyện gian sinh, vì trong bát chánh đạo không có một điều nào là cầu nguyện cả, mà chúng ta chỉ phát nguyện để hướng lòng từ bi mình đến tha nhân. Và sự phát nguyện đó làm cho chúng ta tăng trưởng được rất nhiều các phước báo, và làm cho nhân cách của mình được lớn theo cái mối quan tâm của chúng ta về con người và cuộc đời. Và ai có cái mối quan tâm về tha nhân nhiều chừng nào đó thì cái tôi tự ái, cái tôi sở hữu, cái tôi rắc rối, cái tôi văn hóa, cái tôi cộng đồng, cái tôi quốc gia và cái tôi chân lý đó sẽ được rũ bỏ. Giờ đó chúng ta sống hài hòa, đắc nhân tâm để tha nhân. C, pháp trọng, tức là lấy chánh pháp và đạo đức của Đức Phật làm nền tảng, hệ quy chiếu như là bậc thầy mà chúng ta cần phải quay về nương tựa. Trước khi qua đời đó, Đức Phật đã trả lời với tôn giả A Nan rằng: này các đệ tử, hãy lấy chánh pháp tức Dhamma làm nơi nương tựa, hãy lấy đạo đức tức là Viraya làm nơi quy chiếu, không nương tựa vào quy chiếu vào bất kỳ một người nào khác. Này các đệ tử, trong đại dương luân hồi hãy tự mình lội vào bờ giải thoát, trong bóng đêm khổ đau hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người là hải đảo của tự thân, không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Đây là tinh thần tự lập rất quan trọng, và nó phù hợp với cái nền văn hóa tiến bộ trên toàn thế giới. Thế giới phương Tây ngày nay đó có mức độ
tiến triển về khoa học rất là cao, cho nên trình độ nhân trí của con người cũng theo đó mà cao. Và ở tuổi 18 á, người ta được khích lệ độc lập và có thể tự chủ mình hỏi cha mẹ, luật pháp bảo vệ cái quyền đó. Cho nên từ nhỏ đó, các học sinh lớp 1, lớp 2 đã được các thầy cô giáo của các bộ môn dẫn đến các thực địa để nghiên cứu các hiện trường, chứ không học đơn thuần bằng lý thuyết. Trong 55 ngày vừa qua, chúng tôi đã có mặt tại 10 nước châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, Áo, Hungary, Slovakia, Tiệp Khắc, vân vân. Và đã chứng kiến rất nhiều các phái đoàn học sinh, hàng trăm em từ rất nhiều trường khác nhau đi tham quan khắp nơi trên các quốc gia của châu Âu. Sau mùa nghỉ hè đó, thì thay vì ở Việt Nam á, các học sinh nghỉ ở nhà, thì các trường học ở phương Tây cho các học sinh đi du lịch và đến các hiện trường để ứng dụng vào các cái bài khóa mình đã học ở trên lớp. Nhờ đó mà các em học sinh đó đã tự lập từ lúc lên 6 tuổi. Và cái nền văn hóa tự lập này đó là đi hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đức Phật 2600 năm về trước. Hiện nay cái nền văn hóa của châu Á vẫn còn đặt đâu ngoài đó, cha mẹ bảo sao thì con em nghe theo vậy, coi mà không nghe theo đó thì mình thường mắng chửi, la rầy. Ở nền giáo dục phương Tây, cha mẹ mà la rầy con em, đánh con em á, con em có thể thưa cảnh sát và cảnh sát có thể phạt cha mẹ, thậm chí là bắt giam. Cái nền giáo dục tự chủ đó đó đã làm cho con em đó ở tuổi trẻ có thể có một cái niềm tin để đứng vững trong cuộc đời. Và ở đây Đức Phật nói rằng là người nào mà lấy chánh pháp, tức là chân lý, và lấy đạo đức, tức là cái nhân cách sống phù hợp với luật pháp làm nền tảng đó, thì người đó không thể nào có bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào. Chân lý thì bao gồm là những kiến thức chuẩn cho các lĩnh vực ngành nghề, rồi cho nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan và tâm linh quan. Là người như thế đó thì có thể tự mình bảo hộ hạnh phúc cho bản thân mà không cần phải lệ thuộc vào bất cứ một người nào khác. Và theo Đức Phật á, người nào thực tập được pháp trọng thì sẽ giải phóng được cái tôi sở hữu và các loại chấp trước trên cuộc đời này. Nhờ đó mà mối quan hệ hài hòa giữa họ và tha nhân trong cộng đồng đó được nâng cao và được làm lớn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục trích dẫn một vài câu kệ trong kinh Pháp Cú. Theo đó Đức Phật dạy về cái việc mà tu mà không học là tu mù, và học mà không tu là một đại đơn sách đó. Nó là thúc giục chúng ta cần phải là trải nghiệm và biến mỗi lời kinh, lời Phật dạy nó trở thành như là một cái thực phẩm mà chúng ta sinh sống. Nhờ đó chúng ta có được những bí kíp tâm linh giải quyết các vấn nạn của cá nhân và gia đình nói chung. Thứ nhất, bài kinh Pháp Cú kệ 65, Đức Phật dạy về nghệ thuật tiếp xúc với những bậc chân nhân, để từ đó chúng ta có được những cái phương châm tốt, những lối sống tốt, những hành trì tốt để mà thực tập. Bài kệ dạy như sau: người ngu dốt khéo gần người trí, học Phật ngôn đạo lý hiểu rằng, cũng như lưỡi nếm vị canh, vị hương ngon ngọt thấm nhuần trong thân. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta là gặp những người bình dân, gặp những người thiếu hiểu biết, gặp những người bạn xấu, gặp những người thích hưởng thụ, gặp những người tiêu cực, chán nản, thất vọng, tuyệt vọng trong cuộc đời. Vì giao du và tiếp xúc với những người như thế mà mình không có một nền tảng tri thức vững đó, chúng ta sẽ trở thành bản sao của họ, hoặc chúng ta sẽ bị dướng vào nỗi khổ niềm đau như họ. Cho nên trong quá trình học thì Đức Phật dạy là chúng ta phải gần người trí. Mà trong kinh á, người trí được định nghĩa là người sống với đạo đức, người giải quyết các vấn nạn bằng tứ diệu đế, và người đã giải quyết được nỗi khổ niềm đau của bản thân. Đó là ba cấp độ của người trí. Như vậy người trí đó không phải là người có văn bằng học vị. Ai mà không tin vào nhân quả, không tin vào kiếp sau, không tin vào đạo đức, người đó dù có bằng cấp cỡ nào vẫn được xem là người thiếu trí tuệ, có thể có kiến thức nhưng không có trí tuệ.
Người nào học vọng, hiểu nhiều mà không có hành trì đạo đức, người đó vẫn được xem là người thiếu trí tuệ. Cho nên kẻ vi phạm luật pháp là người thiếu trí. Cho nên đó phải thực tập tứ diệu đế, tức là thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, rồi hưởng hạnh phúc và thực tập bát chính đạo, để giúp cho chúng ta có được trí tuệ từ thấp đến cao. Và khi thân cận người trí đó, có hai nội dung mà chúng ta cần trao đổi với họ, hoặc là học hỏi, hoặc là tư vấn, hoặc là trao đổi. Thứ nhất đó là Phật ngôn, thứ hai đó là đạo lý. Phật ngôn thì có hai dạng: dạng thi kệ, tức là những cái câu danh ngôn Phật dạy, chẳng hạn như là các bài kệ kinh Pháp Cú, hay là những bài kệ trong kinh Phổ Môn, hoặc là những bài kệ trong kinh Hiền Nhân, hoặc nhiều bài kệ khác. Còn loại danh xuôi đó thì nó có trình tự, có câu chuyện, có nội dung giống như là một tác phẩm văn học. Để ngắn gọn á, thì ta nhớ thuộc lòng các bài kệ thì tốt. Để hiểu sâu và ứng dụng có phương pháp và nền tảng từ thấp đến cao, thì ta phải nắm văn học kinh điển. Văn học kinh điển nó gồm có ba thể tài chính. Thứ nhất là kinh do Đức Phật nói. Thứ hai là luật, tức là bao gồm các điều khoản đạo đức dành cho người tại gia và người xuất gia. Thứ ba là luận, đó là những tác phẩm phân tích kinh của Phật thành một chuyên đề, đào sâu vào một góc độ để giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo, hiểu chi tiết, hiểu rành rọt từ thấp đến cao một vấn đề mà chúng ta quan tâm. Cả ba phương diện học như thế đều rất cần thiết. Và như vậy đó, nếu mà ta rành được các Phật ngôn như thế thì không lo gì mà chúng ta không có các bí kíp tâm linh để ứng dụng trong cuộc đời. Phương diện thứ hai là học đạo lý. Học đạo lý đó thì không cần phải tầm cương chích chú theo chi tiết, theo trình tự, mà chúng ta học vắn tắt. Ví dụ như về nhân quả, cái mấu chốt của nó là giúp chúng ta phải tôn trọng hạnh phúc của tha nhân, và phải cẩn trọng các hành động, từ lời nói, việc làm và suy nghĩ của bản thân mình khi chúng ta có tương quan với gia đình, tương quan với xã hội, tương quan với thế giới. Và những bài học về đạo đức liên hệ đến nhân quả, đó là kiếp sau là có thật. Cho nên những hành động dù mình có thể qua mặt luật pháp, qua mặt đến người thân, qua mặt với rất nhiều người, nhưng chúng ta không thể nào qua mặt được nhân quả. Do đó ta có trốn sự trừng phạt của luật pháp, thì đến một lúc nào đó nhân quả sẽ thay thế luật pháp trừng phạt chúng ta. Và nhờ học nhân quả như thế, cho nên ta sống rất chuẩn mực về đạo đức, và giúp cho người khác cũng có được cái chuẩn mực về đạo đức này. Và đây chính là lý do chuẩn mà đề thi hội thi giáo lý cấp thành phố 2011 cho thành phố Hồ Chí Minh đó, liên hệ đến nhân quả. Mặc dầu đề hơi khó, thời gian hơi ngắn, nội dung nhân quả trong bộ phận phổ thông thì rất là nhiều, nhưng mà ai mà trình bày được những cái đặc tính của nhân quả, rồi các cái giá trị của nhân quả, các ứng dụng của nhân quả, rồi các cái giá trị lệ lạc của nhân quả ở hiện tại và trong tương lai, thì người đó sẽ được điểm tối đa. Bởi vì nhân quả nó phủ trùm các vũ trụ này, nó phủ trùm tất cả các tương quan trong xã hội, nó phủ trùm tất cả các loại nghề nghiệp, và mọi giải pháp từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, dân học, gia đình và cá nhân, không có cái nào mà lọt ra khỏi được cái mạng lưới của nhân quả. Cho nên nắm vững nhân quả được xem là chúng ta có được chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết được các vấn đề. Như vậy người tu học Phật là phải làm sao nắm vững được, thứ nhất là đạo lý Phật giáo, đạo lý đó là nhân quả và bát chánh đạo thôi. Bỏ hai điều này ra thì không còn là Phật pháp nữa. Có hai điều đó thì có tất cả. Vấn đề hai, Đức Phật khích lệ tuổi trẻ cần phải học, và càng học nhiều ở tuổi trẻ thì chúng ta có một tương lai hạnh phúc và lâu dài. Bài kệ 152 Đức Phật dạy như sau: trẻ ít học và không hiểu biết, chẳng khác gì bò đực lớn đầu, thân to cơ bắp khỏe mau, nhưng không trí tuệ, khác nào bóng đêm. Ở đây Đức Phật hoàn toàn không có nhục mạ con người bằng cách là so sánh con người với một con trâu. Sở dĩ mà lấy con trâu ra để làm tiêu điểm cho chúng ta đánh giá, vì con trâu được xem là đầu to mà bộ não nó là trống rỗng, nó không có kiến thức, nó không biết suy nghĩ, nó không có chủ nghĩa kinh nghiệm, nó không có truyền trao được kiến thức giáo dục, nó không có tổ chức xã hội,
và nó không rút được bất cứ một cái gì từ bản thân nó. Cho nên con trâu tượng trưng cho sự ngu dốt, nhưng mà cơ thể của nó rất khỏe và nó luôn luôn tuân phục sự điều khiển của chủ nhân cho việc cày cấy, làm đồng áng, tạo ra hoa màu, rồi lúa, ngũ cốc, hoa quả cho con người sinh sống. Và Đức Phật đã so sánh rằng là ở tuổi trẻ mà chúng ta không học á, cũng giống như là một cái con trâu non, chỉ có biết ăn cỏ, nhờ nhai lại cỏ, có sức khỏe từ cỏ, nhưng hoàn toàn không có một kiến thức nào hết. Cho nên đó, giáo dục theo đạo Phật á, là phải giáo dục từ tuổi trẻ, mà quan trọng nhất là ở giáo dục mẫu giáo. Vì ở cái tuổi 3, 4, 5 và 6 đó, ta chưa đủ được kiến thức để nhận thức được đúng và sai. Các kiến thức chuẩn ở học đường, các kiến thức chuẩn về đạo đức được giáo dục tại gia đình, rồi các cái kinh nghiệm sống từ thầy cô giáo truyền trao cho chúng ta như thế nào, thì về lớn, về sau này đó, chúng ta sẽ sử dụng nó như là những thước đo của chân lý. Và do vậy đó, các Phật tử khi con em mình đến tuổi 5 và 6 nên đưa đến chùa cho quy y làm Phật tử từ nhỏ. Trẻ em bây giờ thông minh hơn trẻ em của chúng ta cách đây nhiều thế kỷ trước. Chúng còn biết được quan niệm thẩm mỹ, biết được vi tính, biết được các máy móc điện tử hơn những người lớn chúng ta rất nhiều. Do đó đừng sợ chúng không hiểu. Đến tuổi 13, 14 ta quy y thêm một lần thứ hai để ôn lệ ba nguồn tâm linh và năm điều đạo đức mà ai quy con em của mình 2-3 lần trong đời đó, thì chúng ta không sợ chúng bị hư, vì chúng sẽ có một cái hướng đi mấy chục năm sau trên tinh thần tự lực, hiếu kính với cha mẹ, rồi hài hòa với bạn bè, tôn trọng những người lớn hơn, có tinh thần vô ngã vị tha, có tinh thần xung phong tình nguyện, có tinh thần bố thí cúng dường, và có tinh thần là vị tha nhân. Và nhờ đến với Phật, học Phật pháp từ nhỏ, con em chúng ta sống hạnh phúc, không có mê vào chủ nghĩa hưởng thụ, rồi không có mê vào các hình thức là rượu chè, thuốc lá, ma túy tổng hợp, vân vân. Nhờ đó ta đỡ lo mà vẫn có được những đứa con có hiếu và thành công. Cho nên phải giúp cho con em chúng ta đó phát triển song song hai phương diện, thể trí và thể chất. Thể chất đó, thì phải cho con em chúng ta tập thể dục, đi bách bộ và theo dõi các cái diễn biến tâm sinh lý để kịp thời hỗ trợ đúng mức. Còn về thể trí đó thì chúng ta cho học thế học theo trình tự, đừng cho con em của mình phải lao động trẻ em, đó là vì vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam. Là cha mẹ nếu đã lỡ cực mấy chục năm rồi, cực thêm vài năm nữa cũng không sao, dành thời gian cho con em của mình được học đến đây đến chốn. Vì có kiến thức đó, con em chúng ta mới giải phóng được cái nghiệp khổ đau, cái nghiệp nghèo, cái nghiệp bất hạnh. Và do đó gia tộc chúng ta mới có thể chuyển được nghiệp trong tương lai. Một điều rất may mắn hiện nay đó, người Việt Nam ở châu Mỹ, châu Úc, Canada và châu Âu có tỷ lệ đậu tốt nghiệp phổ thông cấp 3 trên 65%. Đó là con số phá kỷ lục hơn cả dân cư bản địa và các cái cộng đồng châu Á di dân và định cư ở các châu lục hiện nay. Một điều đáng mừng thứ hai nữa, người Việt Nam trên khắp hành tinh đậu điểm vào đại học phần lớn là đạt được 65% dự thi, so với cư dân bản địa cũng chưa từng có được một tỷ lệ lớn như thế. Phó Thủ tướng của nước Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay, ông Philip Roessler là một người Việt Nam. Và hiện nay người Việt Nam đã có mặt ở trong các cơ quan chính phủ của các châu lục, của các quốc gia, và tham gia vào các lĩnh vực khoa học, rồi các lĩnh vực giáo dục, các lĩnh vực kinh tế và nhiều bộ ban ngành của các quốc gia. Người Việt định cư ở hải ngoại chỉ trong vòng 5 thập niên thua rất là xa so với Trung Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên và nhiều cộng đồng cư dân khác. Nhưng mức độ thành công về chất xám của trẻ em Việt Nam ở hải ngoại là vượt xa, thậm chí còn hơn là cộng đồng trẻ em
của người Trung Quốc và Nhật Bản. Điều đó cho thấy là chất xám Việt Nam là rất lớn, và ta phải hẳn gì tự hào. Và muốn như thế thì phải bồi dưỡng thể chí cho con em mình được học từ nhỏ. Điều thứ ba, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú bài kệ 155, đó ngoài cái việc học về trí thức và học về Phật Pháp thì phải rèn luyện đạo đức và nhân cách như sau: lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề tự lập lo thân, đến già gặp phải khó khăn như cò ủ rũ không còn cá tôm. Đạo đức được Đức Phật nêu ra như là mối quan tâm hàng đầu. Rất may mắn là khi mình tiếp nhận ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức khi trong lễ quy là Phật tử đó, thì chúng ta đã thực tập đạo đức rồi và duy trì năm điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa đảo và không hưởng thụ các loại độc tố và ma túy tổng hợp á, thì chúng ta đã trở thành một người rất có nhân cách và nhân phẩm, giàu tuổi trẻ vẫn được mọi người quý trọng. Lời nói chúng ta có uy tín, tương quan xã hội chúng ta được mọi người á là trân quý nhiều hơn. Sống với đạo đức này đó thì không sợ luật pháp rờ cổ, không sợ tù đầy đó cầm chân, không sợ mọi người phê bình chỉ trích, không sợ lời thị phi, không sợ bất cứ một điều gì hết. Từ đó đó chúng ta có thể rút ra một phương châm như sau: chỉ sợ chúng ta sống thiếu đạo đức chứ không sợ người khác thị phi về mình. Vì đạo đức đó là nền tảng để chúng ta sống hạnh phúc và bình an. Đạo đức là tất cả. Người có kiến thức mà không có đạo đức đó, trước nhất là một sự phá hoại cái sự tĩnh tâm của tâm hồn. Thứ hai đó là sự phá hoại xã hội và thế giới. Có tài mà thiếu đức, nắm các vai trò cao là làm lũng đoạn các tổ chức, lũng đoạn các quốc gia, lũng đoạn các liên minh trên hành tinh. Thiếu tài, thiếu đức mà lại thích nắm các quyền hành to lại càng nguy hại cho cuộc đời và thế giới hơn nữa. Cho nên người tu học Phật á, ngay từ nhỏ phải nêu ý thức này về tầm quan trọng của đức và tài để cho song hành với nhau. Và trong kinh Đức Phật sánh ví đức và tài như là đôi cánh của một con chim. Thiếu một trong hai, con chim không thể bay cao và con chim cũng không thể bay xa. Do đó các bậc cha mẹ khi huấn luyện con em của mình, đừng bao giờ bỏ rơi cái phần huấn luyện nhân cách và đạo đức. Do đó trẻ em nhỏ đó, cha mẹ không nên cung ứng cho chúng điện thoại di động, không nên cung ứng cho chúng máy vi tính, sách tay và đường dây internet tại nhà. Vì làm như thế đó, chúng ta sẽ đẩy con em mình vào một thế giới hưởng thụ sớm hơn. Điện thoại di động chúng sẽ liên lạc tình yêu ở tuổi vị thành niên, trang web chúng sẽ đi vào trong internet để chơi các cái trò chơi điện tử để trở thành một game thủ và đánh mất tương lai. Hoặc nếu thiếu sự làm chủ nhận thức một chút, chúng sẽ hưởng thụ các trang web có quá nhiều rác rưởi, mà khi hưởng thụ rồi đó thì tẩy não về đạo đức đến vài chục năm sau vẫn chưa xong. Do đó đó ta cho con em mình chơi ở các cái trung tâm có người giám sát đàng hoàng để đảm bảo được đạo đức. Còn nếu ở nhà có internet thì chỉ mở internet ra trong 2 tiếng từ 5 giờ đến 7 giờ khi mà mình có mặt tại nhà, và phải chơi ở một cái không gian thanh thiên bạch vực để con em mình không thể vào những cái trang web gọi là không khí thiếu áo quần, trang web dơ bẩn. Vì như thế là chúng sẽ bị rối loạn về đạo đức, rối loạn về nhận thức và không có siêng năng trong việc học tập để mà trao truyền tất cả những gì cần thiết ở trong cuộc đời. Học nghề và tự lập lo thân theo Đức Phật đó, nó là một phương diện của đạo đức. Đó là điều vô cùng quý giá mà không có tôn giáo nào như thế. Và từ nhỏ nếu chúng ta định hướng nghề nghiệp cho con em thông qua cái lễ thôi nôi vốn ảnh hưởng từ đạo Phật, thì chúng ta sẽ giúp cho con em mình nó có được một nền tảng rất là vững về một lĩnh vực ngành nghề được xem là sở trường hay là chuyên môn. Trong lễ thôi nôi đó, thay vì chúng ta đặt nặng với vấn đề quà cáp và ăn uống vui chơi giải trí ca hát, thì hãy lấy rất nhiều các vật dụng mà mỗi vật dụng tượng trưng cho một lĩnh vực ngành nghề.
Con em mình chọn lĩnh vực nào thì mình biết bằng cái thiên hiến nghề nghiệp của nó về lĩnh vực đó là nhiều. Nghĩa là kiếp trước nó có gieo trồng các nghề nghiệp đó rồi, thì ở đời này ta đầu tư nhiều hơn thì nghề nghiệp đó sẽ phát triển rất là nhanh. Còn nếu như ta muốn cho con em mình đi một cái nghề khác so với cái vật mà nó chọn, thì ta phải đầu tư vào cái nghề đó từ nhỏ, mà phải đầu tư nhiều hơn bình thường thì mới có thể dẫn đến sự thành công. Vì sự chuyển nghiệp là một cái quy trình nạp vào trong bộ não của nó những hạt giống đối lập và khác với những gì đã có theo chiều hướng tích cực. Sự thành lập đó sẽ giúp cho con em mình có được nền tảng đạo đức vững. Và cuối cùng thì Đức Phật dạy rằng là tuổi trẻ gắn liền với tri thức, đạo đức và nghề nghiệp được xem như ba chân bạc của đời sống, thiếu một trong ba được xem là không thể thành công. Kệ 156, Đức Phật dạy như sau: có người trẻ chẳng rèn đức hạnh, không luyện nghề, không lãnh tiền lương, khi già buồn tuổi sầu dương, nhớ về chỉ vãng, thở than vắng già. Đó là điều mà khó có thể tránh khỏi lắm. Có rất nhiều em á, chỉ cần đi làm nghề ở cái tuổi vị thành niên, một ngày có thể được 100 ngàn, một tháng được 3 triệu, bằng với một kỹ sư, thì lại dạy dục nghĩ rằng là tôi không cần phải học gì, tôi vẫn có được đồng lương hơn cả cha mẹ tôi học chi cho nó mệt. Đó là cái suy nghĩ mì ăn liền, suy nghĩ ngắn hạn. Vì không có học á, cái quy luật đào thải á, sẽ loại trừ chúng ta ngay ở cái dòng loại, chứ không có cơ hội để bước vào những vòng trong. Dân châu Âu á, phần lớn là có trình độ cử nhân. Có nhiều quốc gia đó, trình độ tối thiểu của ta là thạc sĩ, chẳng hạn như là Singapore. Đó là cái nơi mà có trình độ dân trí rất là cao, thành công rất là lớn, hạnh phúc rất là nhiều. Cho nên là trẻ em phải cố gắng là học tối thiểu là có được một cử nhân. Mà trong tương lai 10 năm nữa tại Việt Nam, cái bằng cử nhân chẳng là gì hết. Thạc sĩ bắt đầu có chỗ đứng thay thế. Rồi 30 năm sau thạc sĩ cũng chẳng là gì hết, mà phải tiến sĩ mới được xem là cái mức kiến thức chuẩn. Cho nên phải nâng cao cái trình độ dân trí Việt Nam lên thì đất nước Việt Nam mới có thể sánh vai với các cường quốc. Trong vài năm vừa qua đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đã có một cái đề án cho chính phủ làm sao để giúp cho Việt Nam có được là 20.000 tiến sĩ trong 5 năm học và tốt nghiệp từ những cái trường nổi tiếng nhất trên thế giới. Thì lực lượng 20.000 tiến sĩ đó về nước mà phụng sự đó, thì có thể làm cho cái hệ thế hành chính, thể chế giáo dục và nhiều thể chế xã hội khác được thay đổi theo các quốc gia tiến bộ. Thì quả mai chúng ta mới tận dụng được chất xám của người Việt Nam, phục vụ cho con người Việt Nam ở cái mức độ toàn cầu hóa, chứ không phải là quốc độ ở trong nước. Còn không có nghề nghiệp mà mình là thích đi làm sớm liền đó, thì về lâu về dài nó không có nền tảng vững. Có một điều rất đáng mừng á, là tại các nước châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, những người mà đi ăn xin á, là hoàn toàn không có người Việt Nam. Họ có thể là người Ấn Độ, Bangladesh, Somali, Di Gân và những nước nghèo ở châu này châu nọ, chứ tuyệt nhiên là không có người nào là Việt Nam đi ăn xin. Điều đó cho thấy là người Việt Nam á, đã thấy được cái tầm quan trọng của tri thức gắn liền với nghề nghiệp, và cái nghề nghiệp gắn liền với cái sự bình ổn ở trong tương lai, nhờ đó chúng ta mới có được hạnh phúc. Hay nói cách khác là có kiến thức là dễ dàng có được hạnh phúc, có được một tương lai tươi sáng. Và điều này đó nó phù hợp hoàn toàn với lời Phật dạy. Phát triển một cách đồng đều từ tri thức, sức khỏe và đạo đức với nghề nghiệp đó, thì chúng ta sẽ có được một cái nền tảng rất là vững chãi ở hiện tại và trong tương lai. Mỗi người tu học Phật nên quyết tâm lo cho con em những thế hệ kế thừa gia tộc của mình trong tương lai như thế. Ai mà không lo cho con em mình đủ cả phương diện phát triển về thể chất để cho chúng cao hơn mình, phát triển về thể trí để chúng thành công và giỏi hơn mình, phát triển về đạo đức để chúng hạnh phúc và sống vì tha nhân hơn mình, và phát triển về trí tuệ Phật dạy bằng chánh pháp để cho chúng có được những cẩm năng giải quyết các vấn nạn tốt đẹp hơn mình, thì người đó được xem là các bậc cha mẹ và phụ huynh có tinh thần trách nhiệm và mối quan tâm rất là xứng đáng đối với con em của chúng ta.
Kính thưa tất cả quý Phật tử và quý thí sinh, là những người Phật tử sống tại thành phố Hồ Chí Minh, các vị nên quan niệm rằng chúng ta có được một cái cộng nghiệp phước báo lớn, đó là có được hàng trăm các vị tôn đức giỏi, hàng trăm các vị giảng sư trẻ giỏi giảng kinh thuyết pháp để chúng ta học, còn như là khắp mọi nơi lúc nào cũng có. Ở miền Bắc đó không có được may mắn như chúng ta. Chúng tôi đã đi thuyết giảng mười mấy tỉnh miền Bắc, mười mấy tỉnh miền Trung, mười mấy tỉnh miền Nam, và có mặt khoảng 200 đạo tràng trong các châu lục trong vòng 9 năm qua. Thì phải nói rằng đó là ở thành phố Hồ Chí Minh là ưu điểm nhất. Có được cái cơ hội đó, có được những cái hội thi như thế này mà chúng ta không phát huy được để học tốt hơn, giỏi hơn, thành công hơn và sống hạnh phúc hơn là một điều lỗ lã vô cùng. Cho nên quý vị hãy phát nguyện truyền bá tri thức Phật học bằng việc góp phần ấn tống các băng giảng, các sách Phật học rộng rãi ở tại các trường lớp, ở tại các cổng trường, ở tại các khu chợ, ở các khu du lịch, ở những nơi mà mình có dịp đến. Mỗi một cái đĩa chỉ tốn có 3.000 đồng, nhưng nếu nó giúp được một cuộc đời đó thì lợi lạc đó là vô số. Cho nên hãy phát nguyện truyền bá Phật pháp, rồi photo những quyển sách nhỏ, photo các câu Phật ngôn gắn liền với các tặng phẩm, các cái quà từ thiện khắp mọi nơi mọi chốn, để chúng ta ban rải ánh sáng Phật pháp trí tuệ đến với tất cả mọi người hữu duyên. Làm như thế thì Phật pháp sẽ có mặt khắp mọi nơi về mọi chốn. Kính chúc quý hành giả Phật tử, quý thí sinh tham dự hội thi giáo lý năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh được kết quả như ý và sống hạnh phúc bình an trong cuộc đời. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ